Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ trên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tín dụng đổ vào bất động sản có thể tiềm ẩn rủi ro. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng 7,2%. Tăng giá dịch vụ y tế, chất lượng và thái độ phục vụ liệu có tăng kịp? Vàng tiếp tục tăng giá khi Fed giữ nguyên lãi suất. Tín dụng đổ vào thị trường bất động sản có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn là nhận định của các chuyên gia kinh tế tài chính trong tình hình kinh tế dù tăng trưởng nhưng chưa thực sự ổn định. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến quý 2 năm 2016 đạt gần 416.000 tỷ đồng, tăng 5,76% so với đầu năm 2016. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tín dụng 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 6,8% so với cuối năm ngoái, đạt 1,3 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng bất động sản chiếm gần 13% trong tổng dư nợ. Theo các chuyên gia kinh tế tài chính, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có thể kéo theo tăng trưởng kinh tế, nhưng trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng tín dụng chưa hẳn đã hiệu quả mà còn có thể gây áp lực lên lạm phát. Nếu kinh tế chưa ổn, dòng tiền sẽ không đổ vào sản xuất kinh doanh, lại chạy vào các thị trường như bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ sẽ gây áp lực lên lạm phát, tiềm ẩn bất ổn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị 15 nhằm tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5 đến 9% đã đề ra. Trong đó, Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng theo luật định, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời theo quy định hiện hành. Theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng đầu năm nay ước tính tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến chế tạo tăng gần 10%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,6%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, riêng ngành khai khoáng giảm 2,7%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo 6 tháng đầu năm cũng tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại thời điểm mùng 1 tháng 7 tăng hơn 9% so với cùng thời điểm năm trước, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng thời điểm năm 2015. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung là sản xuất xe có động cơ, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm nay là 70%. Từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, BIDV triển khai chương trình khuyến mại thuận tiện như trả tiền điện cùng BIDV và tặng 10% giá trị hóa đơn tiền điện đầu tiên cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện định kỳ tại BIDV, tối đa là 100.000 đồng một khách hàng. Khi đăng ký mới dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện định kỳ tại BIDV, sẽ được tặng 10% giá trị hóa đơn tiền điện, áp dụng cho hóa đơn đầu tiên sau khi đăng ký dịch vụ thành công. Mức ưu đãi tối đa là 100.000 đồng một khách hàng và tối thiểu là 10.000 đồng một khách hàng. Giá trị khuyến mại sẽ được BIDV hoàn trả vào tài khoản đăng ký dịch vụ của khách hàng trong tháng sau đó. Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần duy nhất và hoàn toàn miễn phí để có thể trải nghiệm tiện ích của dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động định kỳ tại BIDV. Nhân viên y tế cầm cả sấp phong bì của người nhà bệnh nhân, nấu cháo điện thoại trong khi hàng dài người bệnh đang xếp hàng chờ làm thủ tục khám. Bác sĩ nhận tiền bồi dưỡng của người nhà sản phụ nhưng khi tai biến xảy ra thì trả lại. Những điều này khiến chúng ta phải băn khoăn rằng giá khoảng 1.900 dịch vụ y tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong thời gian tới, nhưng chất lượng và thái độ phục vụ liệu có tăng kịp? Trong 6 tháng đầu năm nay, đường dây nóng của Bộ Y tế đã tiếp nhận hơn 4.000 cuộc điện thoại, phản ánh về tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế, phản ánh về quy trình, chuyên môn và khoảng gần 600 cuộc gọi phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y bác sĩ. Qua giám sát, kiểm tra và phản ánh của người bệnh cho thấy, các bệnh viện đã có sự thay đổi phong cách thái độ rõ rệt đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết quả đánh giá độc lập cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên tới gần 90%. Để làm được việc đó,
thì phải như vậy làm sao cái chất lượng dịch vụ phải được tốt hơn. Thì đấy là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành y tế đặt ra từ nhiều năm nay rồi. Thế và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì đã có nhiều giải pháp, triển khai rất nhiều giải pháp để như vậy là nâng cao chất lượng, và cái kết quả của nó dẫn tới là cái sự hài lòng của người bệnh tốt hơn và cái dịch vụ đem tới đã được tốt hơn và cái chất lượng là đã được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn những cá nhân gây bức xúc cho người bệnh, như việc nhân viên y tế cầm cả sấp phong bì của người nhà bệnh nhân, nấu cháo điện thoại trong khi người bệnh xếp hàng dài chờ đợi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, và mặc dù xảy ra không nhiều, nhưng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng khi giá dịch vụ y tế sẽ tăng từ cuối tháng 8 tới, thì liệu rằng chất lượng và thái độ liệu có tăng kịp hay không? Tôi nghĩ nguyên nhân nó có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Thứ nhất là ý thức về công việc nó chưa thực sự đầy đủ. Cái thứ hai nữa là cái tính chuyên nghiệp ở một số khâu á, là nó chưa thực hiện cách chuyên nghiệp. Cho nên là và cái lý do nữa là chúng ta không thông tin cho người bệnh được biết là chúng ta đang làm cái gì, phải chờ. Tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Australia, việc thanh toán chi trả sẽ thực hiện theo nhóm chẩn đoán. Cùng với đó là tất cả các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ y tế thông qua chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, gọi tắt là Medicare. Đồng thời, có một hệ thống phản hồi đánh giá từ người bệnh xem những dịch vụ mà họ nhận được từ cơ sở y tế này có làm họ hài lòng hay không. Khi mà một cơ sở y tế nào đó mà nhận được rất nhiều sự phàn nàn, kêu ca của bệnh nhân, thì cơ quan quản lý Medicare sẽ đánh giá xem cơ sở y tế này có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ y tế này hay không. Tức là họ phải đạt tiêu chí nhất định nào đấy, thì họ mới được phép tham gia vào chương trình chuỗi Medicare để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Một nội dung nữa, mà khi sai sót xảy ra nhiều, thì cơ sở y tế đó sẽ bị cân nhắc, bị đánh giá lại xem là họ có đủ tiêu chuẩn để cung cấp hay không. Thậm chí là có thể bị tước và không cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ y tế cho những người là thành viên của hệ thống Medicare. Điều mà người bệnh luôn mong mỏi là khi giá dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ, thì chất lượng và thái độ phục vụ của ngành y tế cũng phải được tăng theo. Có như vậy thì người dân mới được hưởng lợi thực sự từ số tiền của mình đã phải chi trả. Ngày 28 tháng 7, giá vàng châu Á tăng, tiếp tục đà lên giá trong phiên giao dịch trước đó, nhờ đồng đô la Mỹ giảm giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất. Vào chiều ngày 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tại thị trường Bengaluru của Ấn Độ, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.341,6 đô la Mỹ một ounce. Trước đó, trong ngày 27 tháng 7, giá vàng đã tăng 1,5% lên 1.342,18 đô la Mỹ một ounce, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 7. Fed cho biết rủi ro ngắn hạn đối với triển vọng kinh tế Mỹ đã giảm bớt, có thể dẫn tới việc khôi phục chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm nay. Tuy vậy, Fed không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy liệu cơ quan này có thể tăng lãi suất trong cuộc họp lần tới vào tháng 9 hay không. Hãng Apple thông báo doanh số của sản phẩm công nghệ đình đám nhất mang logo táo cắn dở, điện thoại iPhone đã chạm ngưỡng 1 tỷ chiếc. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với đại gia công nghệ Mỹ trong bối cảnh hãng này đang tìm cách duy trì động lực tăng trưởng trên thị trường điện thoại thông minh đầy tính cạnh tranh hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên Apple chào bán thiết bị điện tử thứ 1 tỷ. Trước đó, tháng 11 năm 2014, Apple cho biết doanh số bán các sản phẩm iPad và thiết bị nghe nhạc iPod sử dụng hệ điều hành iOS đã cán mốc 1 tỷ chiếc. Tuy nhiên, việc doanh số của riêng một dòng sản phẩm iPhone đạt ngưỡng 1 tỷ chiếc được đánh giá là thành công lớn của Apple sau 9 năm mẫu điện thoại này có mặt trên thị trường. Với kết quả doanh thu như hiện nay, Apple dự kiến sẽ bán ra chiếc điện thoại iPhone thứ 2 tỷ trước năm 2020. Những tin tức quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kinh tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.